Chào mừng tuấn chào quý anh chị nha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em mình một gọi là siêu phẩm nha. Đó là Innova. Con này đời 2006 nha quý anh chị. Đấy, quý anh chị nào mà xem được video của em á thì cho em một nút đăng ký kênh vào kênh YouTube của em là Tuấn Ô Tô Bình Dân nè. Số điện thoại chính của em là 0904804567 nha. Đấy. Còn ngày nay em sẽ lên cho anh em một siêu phẩm Innova 2006 nha. Đấy, con bên này được bên em làm hoàn thiện rồi. Lên rất là nhiều đồ chơi nha quý anh chị. Đó, trước mắt là anh em thấy gì nè, bộ mâm nè, bộ mâm được bên em phay xước lại rất là đẹp nè, nhìn xe anh em nhìn cái dàn chân là anh em mơ liền nè. 206 cái bộ mâm này thì được mâm giống như ba mông mai vậy á, nhưng mà bên em phay xước này rất là đẹp luôn đó. Được lên bên em xi nhan gương nè. Đấy, con này em bán ra em sẽ bao cho anh em là keo chỉ nguyên zin 100% nè. Cái nhất, cái thứ hai là đặc biệt nha, mấy con này còn nguyên zin nha quý anh chị. Đó, cái đây dính hơi vô nè, mấy con này còn nguyên zin nha. Đấy, còn em sẽ bao cho anh em một cái nữa là máy móc con này nguyên zin. Nhất, cái thứ hai keo chỉ nguyên zin nha. Đó, xe thì được trang bị màn hình Android nè, củ số zin theo xe nè quý anh chị, anh em mình nhìn củ số nè, vô lăng zin theo xe nè. Đó, nội thất sàn tròn. Đây, anh em mình xem nha, bên em làm xe em sẽ bao anh em mình làm nè. Sàn thì được may mới này quý anh chị. Đó, đây may mới nè, tất cả đồ chơi đồ nè, đồ chơi nè, bệ bước nè, ghế da nè được bên em bọc mới nè, sàn bọc mới nè, trần nỉ ni lông được bên em bọc lại mới luôn nha. Còn keo chỉ thì quý anh chị khỏi cái bàn, nách cửa đâu nè, đó, không có một dấu hiệu gọi là keo chỉ ra nha. Còn văn gai 206 tới giờ phải là mười mấy năm rồi, nhưng mà nè, văn gai này quý anh chị xem nè, đó, rất là dày luôn đấy, chuẩn gia đình 100%, chuẩn keo chỉ zin hết nha. Đây keo chỉ nè, ai quý anh chị kêu con keo chỉ nè, trong này là còn sơn zin luôn nha. Đó thì xe đây hiện đây em đang kêu bán cho quý anh chị là em đang kêu mức bán giá bán của quý anh chị là 230 triệu nha. 230 triệu quý anh chị nên nhớ là tiền nào của đó nha. Vẫn có một số xe rẻ chỉ có bán cái 210 mấy triệu thôi, nhưng mà quý anh chị nên lên cầm tay lái cô chạy thử, cô vô lăng tay lái đằng sau máy móc nó có êm hay không. Đó, đấy, 2006 nè. Đây, quý anh chị nè, ghế nè, đẹp không? Đó, nách cửa nó kiếp đồ rất là đẹp luôn, sơn si đồ rất là đẹp nha quý anh chị. Đấy, em bán nha quý anh chị là 230 triệu nha, tiền nào của đó nha quý anh chị. Đó, quý anh chị cứ so mấy cái xe đâm đụng đồ rất là khó mua luôn nha. Đấy, còn keo chỉ nè. Đấy, keo chỉ con này em bán ra, em cam kết cho quý anh chị là keo chỉ nguyên zin 100% nha. Đó, gầm bệ rất là chắc chắn luôn. Đó, xe gia đình nên không có cái đuôi cá, nhìn nó cù cù sao á, em sẽ lắp cái đuôi cá cho quý anh chị nha. Đó, em sẽ lắp đuôi cá miễn phí cho quý anh chị luôn. Đó, con này mang biển 76A nè, 06299. Đấy, con này thì em bán ra em sẽ bao rút hồ sơ cho quý anh chị, nên quý anh chị cứ yên tâm về vấn đề pháp lý hồ sơ nha. Còn xe thì được trang bị màn hình Android nè, đó, cam lùi nè. Đấy, bây giờ em mời anh em mình vô cái phần cốp xe nha. Đó, coi thử có đâm đụng gì không nha. Đây anh em chị em nè, coi nè, qua 5 tháng cái chỗ này nó hơi lần lòn nè, nhưng mà sơn này sơn zin nè. Đấy, đinh tán nè, đinh bon nè, đã không? 206 thôi nha, 206 thôi, nhưng mà một con xe nó rất là đẹp luôn, keo chỉ nó rin 100% nha, không đứt nối đoạn nào hết nha quý anh chị. Đó, không đứt nối chỗ nào hết, zin 100% nha. Đấy, keo chỉ zin, không đâm đụng, không ngập nước. Mấy dòng này thì chạy anh em là bao bền luôn. À, chỉ có đổ xăng mà chạy thôi. Còn mấy anh em bán xe ra, cái đây mấy anh em nó tháo nó vệ sinh nó ngồi rồi nè. Đó, kể cả chồng tụi em cũng vệ sinh nè. Đó, em anh em mà mua về chạy Innova đi, bao bền luôn. Đó, khi bên em bán ra em sẽ là bao thay nhất miễn phí cho quý anh chị. Cái thứ nhất, cái thứ hai sẽ bảo hành máy 6 tháng nha. Bảo hành máy 6 tháng cho quý anh chị luôn. Đó, mấy cái đồ chơi này là em lên cho quý anh chị nè. Đấy, bảo hành máy 6 tháng cho quý anh chị, nên quý anh chị mình cứ yên tâm nha. Đấy, em ghiền bộ mâm của mấy anh chị. Đây nè, con này phay lại rất là đẹp luôn. Đó, nhìn nó sáng cái xe liền. Đấy, còn đây là cua chỉ lòng về nè, 206 tới giờ nè. Đó, 206 tới giờ mà kêu cua chỉ lòng về nó còn nguyên luôn quý anh chị. 230 triệu cho một Innova 206 chuẩn gia đình. Con này là siêu phẩm nha quý anh chị. Đó, siêu phẩm là sao? Là 206 mà kêu chỉ nè, anh chị em mình coi nè. Đó, mấy cái đầu này không có đứt nối, không có dấu vết gì mà là đứt nối hoặc là keo chỉ chạy lại nha. Đây, anh chị coi cái mấy đầu nè, đẹp không? Đó, nó có một số chỗ gọi là nó không hoàn chỉnh cho lắm.
tại con xe cũng mười mấy năm rồi quý anh chị đó, nói chung là nó cũng tương đối thôi đó. Còn mấy cái vấn đề mà ghế sàn trần này nọ thì bên em xử lý được thì em xử lý hết rồi, quý anh chị mua về chỉ việc xài thôi nha. Mấy cái đây, mấy cái này thì em cũng lên cho quý anh chị luôn nè đó, em lên cho đẹp xe, sáng xe nha. Đấy, anh chị em mình kêu cô kêu chị nè đó, em bán chỉ có 230 triệu thôi nha, 230 triệu, giá trên còn bớt còn thương lượng cho quý anh chị luôn đó. Mấy cái thảm này, mấy cái thảm này em cũng mua đồ mới em đắp cho quý anh chị luôn nè đó, để anh em mình khỏi cái tốn tiền thêm cái chi phí về gọi là mua này mua nọ lắp thêm đó. Có màn ăn roi cam lùi hết rồi đó, mấy cái nút nè, nút điều hòa nè đó, cụ số vô lăng nè, thấy không, vô lăng rất là đẹp nha đó, chú tơ nhìn bóng xíu sướng không đó. Em bán cho quý chị là 230 triệu, giá trên là có bớt có thương lượng cho quý anh chị luôn, số con nồi vô rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, gương kính chỉnh điện zin theo xe nè, ấy bởi bước luôn nè quý anh chị xem nè, sáng xe liền đó, tem mát rồi còn nguyên hết nha đó. Em bán chỉ có 230 triệu nha. Đấy, máy móc thì khô ráo hết rồi, sạch sẽ rồi nha đó. Sơn xi thì căng bóng rồi đó, có mấy chỗ trầy trụi là bên em tút lại hết rồi, quý anh chị mua lên chỉ việc xài thôi nha. Đấy, anh em nào thích mẫu xe này thì vui lòng liên hệ cho em theo số điện thoại 0904804567 nha. Đấy, số kim coi ở dưới màn hình cho quý anh chị luôn nha. Xi nhan gương nè, con xe đời nó thấp nhưng mà lên mấy cái xi nhan gương này nhìn nó đẹp lắm anh chị đó. Mấy cái đời này chỉ gập cơ thôi nha, cho nó không có gập điện đâu. Đấy, quẳng sướng nhất là bộ mâm nè, quẳng sướng nhất là nhìn bộ mâm đó. Có hai cái lớp trước nó hơi mới, nó còn mới, còn có cái lớp một cái lớp sau nó hơi yếu nha. Quý anh chị nào lấy thì em sẽ mà thay cái lớp 80% cho quý anh chị nha. Đấy, còn đây là khoang máy nè, khoang máy thì được bên em vệ sinh ra rồi đó, máy móc thì khô ráo luôn, rất là sạch sẽ nè quý anh chị. Đây xem nè đó, đinh tán lỗ đâu nè đó. Anh chị em mình coi cái xe đâm hay không á thì anh chị mình em cũng biết sơ sơ nên em chỉ quý anh chị mình xem nè, coi thử cái tem mà của tàu nhà sản xuất đây nè, nó mờ cũ nè quý anh chị mình xem nè, thấy không đó, zin luôn đó, zin theo xe luôn nha. Đấy, đây là cục ABS trong bao cứng phanh nè đó, đây là tem mát nè, keo chỉ thì zin kẻ xe nên quý anh chị em bao cho quý anh chị là bao cho anh em là tiếp thợ thầy thoải mái tại cửa hàng nha, cứ đem thợ thầy thoải mái nha đó, chứ không phải là bán xe là không cho anh em rồi coi đâu đó. Mấy con này còn zin nha quý anh chị, em cam kết là máy zin, xe không đâm đụng, không ngập nước, không dịch vụ luôn nha. Em bán cho quý anh chị là 230 triệu nha. Bây giờ em vô cái phần nội thất lại nè, cái chỗ đây nó hơi nứt nè đó, em sẽ cho dán xử lý lại nha, cho xử lý lại hết để cho anh em mình có một con xe sẵn xài nha. Đấy, anh chị em mình xem à, vô lăng nội thất đồ đẹp không. Đấy, chỉ có 230 triệu thôi, tiền nào của đó. Đấy, mấy cái đồ chơi nè em lắp mất thay mới hết đó, thay mới cho quý anh chị hết luôn, nên quý anh chị mà không có làm gì hết, mua một con xe phải sẵn xài thôi nha. Còn quý chị mà lên có nhiều cái điểm mà chưa hài lòng đó, hoặc là em dọn xe chưa có tới thì quý anh chị có thể yêu cầu em làm thêm một số cái này cái kia đó. Thì con này là bán 230 triệu nha, 206 bản G xịn gia đình nha đó, nhìn xe gia đình nó trục trục nhìn nó cười lắm. Đấy, còn tiếp theo bên đây mà em mới về một con này là Chevrolet Captiva, con này là 209 nha quý anh chị, 209 mang biển số 7373A nè, 05506 đó. 209 thì nó giống như con nhà, nó sẽ lên form mới, đèn mới nè. Đấy, con này em đang cho dọn dẹp, em sẽ quay sơ cho quý anh chị mình coi thôi nha. Đó, có mấy cái garage em sẽ tháo ra em bọc cho quý anh chị luôn, nói chung một con xe và sẵn xài thôi đó. Con này chắc em bán quý anh chị là 235 triệu nha. Captiva đời 2009 đang trong quá trình hoàn thiện để bàn tới tay anh em, bàn giao tới tay anh em, một con xe rất là cộp luôn đó. Tiêu chí bán hàng bên em là không bán xe lỗi nha đó, không bán xe lỗi cho quý anh chị luôn. Còn xe nào lỗi, xe nào nó có chút ít chỗ nào em sẽ chỉ thẳng luôn, tất nhiên nó sẽ rẻ hơn giá một con xe thẳng nha. Ví dụ có một con 206 đó, ngày hôm nay em đổi được một con Innova 2006, con này em chỉ bán cho anh em với giá là 215 triệu đồng thôi nha đó, tiền nào của đó đó. Còn đây Captiva nè, em đi một vòng con này xe mai em sẽ quay cho anh em, màu đen rất đẹp, rất là cứng luôn nha đó, tiền nào của đó nha quý anh chị, đừng có so sánh mấy chỗ này chỗ kia nha, rất là khó cho em. Hai Captiva con này rất cộp luôn, mấy dòng này thì không có taxi dịch vụ rồi đó, xe rất là cứng luôn nha.
em bán 235 triệu nha. Anh em nào thích Captiva thì alo Trâm Tuấn theo số điện thoại 0904 804567 nha. Đó, em chào quý anh chị luôn nha.